những cái việc mà tối cần thiết để cho cái người dân biết, thì cái mạng lưới thông tin bên này nó nhân bị quyền không có, nhân quyền không có. Mạng lưới anh nói mạng lưới vị nhớ bây giờ không thấy nói gì hết đấy, mà không biết tin vào ai nữa. Đảng Dân Chủ thì là bảo cái này là Cộng Hòa nó phá, còn là Đảng Cộng Hòa thì nói cái này Đảng Dân Chủ phá. Bây giờ cái người dân ở bên này nó hoang mang, mà nó ở một cái nước mà đầy đủ thông tin thế này mà dân chúng thì bị xuyên tạc, bị mù mờ, không biết ở đâu là đâu. Ngay thỉnh thoảng nó là tôi xem nha, những cái của bác nghe của bác Phạm gửi cho tôi đó, Peter Phượng không Sông Phạm, Sông Phạm gửi cho tôi đó, thì tôi thấy ông này ông có đi làm, ông theo dõi ông chừng cái nguồn tin của ông mình còn mà còn tin được, chứ mà mở đài đó không biết ở đâu mà nhưng mà tin đó. Có một cái tin vui là ở Việt Nam bây giờ cái ông bị bệnh Covid 91 đã lên máy bay trở về nước Anh. Lên máy bay trở về nước Anh. À, đúng rồi. Đó là một cái điểm son nhà nước Việt Nam đã làm, và những vị bác sĩ của Việt Nam đã chứng tỏ với thế giới cái sự quan tâm của người dân ngoại quốc đã được bảo vệ ở Việt Nam, mà bây giờ cái ông người Anh bị bệnh Covid-91 này đã lên máy bay đi trở về nước Anh. Hồi đó mà mình nghe mấy ông nói từ hôm nay cái bàn này mình nói là ông đều chết à. Nhưng mà có kia là cái câu mà tuyên bố cuối cùng là đó là nước Việt Nam đã sinh ra tôi lần thứ hai. Một lời nói rất là quý giá đấy. Anh Song Phạm nói chuyện mà di tản triều dân đây. Tuần vừa rồi mình có coi cái câu nghe cuộc nói chuyện của ông đại sứ Phạm Xuân Châu. À bên Ấn Độ đúng rồi. Thì thế này nè. Ấn Độ là một cái quốc gia rất là rộng lớn. Vùng đất là rất là khắc nghiệt về thời tiết và vấn đề di chuyển. Hệ thống di chuyển của họ rất là yếu. Việt Nam lúc đó chỉ có 371 người có nhu cầu về Việt Nam, mà tòa đại sứ Việt Nam ở Ấn Độ họ phải mướn hai chuyên cơ, mỗi một cái chuyên cơ đó chở được 76 người, họ mướn thêm 76 cái xe 4 bánh nữa đi nhặt nhạnh từng người một ở những cái chỗ xa xôi hẻo lánh trên toàn cõi Ấn Độ, một cái quốc gia khổng lồ. Họ đi tổng cộng vào là 15.000 km bỏ gom đấy để gom người đi cả tuần lễ đó, đi không biết đấy, cứ đi ra như vậy đó. Tại vì cái hệ thống, tại vì tôi biết Ấn Độ cái hệ thống di chuyển của họ không có giỏi, rất yếu, mà đường núi nhiều, khí hậu khắc nghiệt, họ mướn 76 cái xe đón được bảo vệ đi kéo mấy mang chở mấy người đó về đến New Delhi, rồi nó có một chuyến máy bay to hơn, lớn hơn thì máy bay từ Việt Nam chở từ New Delhi về Việt Nam. Tôi nhìn thấy cái sự làm việc của nhà nước Việt Nam, ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, mình thương thương người ta nhỉ. Mình biết là cái Việt Nam mình có vậy chứ phương tiện nó cũng rất là mà mình cái sự cố gắng của mình là có kết quả ngay trước mắt, chứ không có phải nói chuyện trên trời không, không phải là cái sự xuyên tạc của cái cộng đồng ở Bô Sa này nó nói. Thì bởi vậy mình phải đưa những tin tức này lên để trả lời với những tay gọi là mạng lưới nhân quyền. Quý vị hãy xem đi, quý vị hãy đọc đi. Và tôi mong rằng, tôi tha thiết mong rằng quý vị hãy thay đổi lập trường. Bởi lập trường của quý vị là lập trường của những tên mà chống phá sự an ninh của đất nước Việt Nam. Quý vị cũng biết rằng tôi có một người bạn quen, họ là một công ty may mặc Việt Nam thôi, có 1.000 công nhân. Tại sao họ chấp nhận Việt Nam? Bởi vì đã là một đất nước thanh bình. Thử hỏi coi, nhưng mà bây giờ đất nước đang loạn ly, pháo kích đánh nhau, thì làm sao mà có những công nhân Việt Nam được sinh sống tại Việt Nam? Vì vậy, cái việc làm của những người kẹp chống cộng cực đoan hải ngoại nay mai phải dẹp đi, và hãy theo việc làm của chúng tôi để ủng hộ sự thanh bình của nhà nước Việt Nam. Khi mà chúng ta ủng hộ được sự thanh bình của đất nước Việt Nam, chúng ta sẽ được nhân dân Việt Nam hỗ trợ, đúng không ạ? Cái vấn đề mà hòa bình ở Việt Nam đó, thì cái sự tiến triển về kinh tế xã hội nó sẽ tiến tốt đẹp hơn. Đúng, xã hội người dân được hòa bình để họ làm ăn đó, thì cái kinh tế nó tốt đẹp hơn.
đúng sự rồi. Phát triển nó tốt đẹp hơn cho nhân dân Việt Nam. Nếu những người Việt Nam ở hải ngoại có một tấm lòng yêu quê hương, yêu đất nước, thì hãy chống bỏ lại cái chuyện chống đối vô lý và đừng cứ tuyên truyền xạo về vấn đề xã hội Việt Nam, để cho người dân Việt Nam họ được thanh bình, họ lo việc nước. Nhà nước Việt Nam đã có đường hướng để phát triển dân tộc, tìm những công việc làm từ ngoại quốc, những công ty ngoại quốc đầu tư ở Việt Nam. Phải có sự hòa bình như vậy, an ninh như vậy ở Việt Nam thì những cái công ty ở ngoại quốc họ mới đầu tư và làm việc ở Việt Nam, thì nước Việt Nam mới phát triển về kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam đảm bảo, và tạo cái sự thuận lợi, lợi nhuận cho những công ty Mỹ hoặc những công ty Anh, công ty Pháp, công ty Úc, họ đầu tư ở Việt Nam, họ được làm việc trong sự an bình, an ninh của xã hội Việt Nam. Tạo công ăn việc làm cho nhân dân Việt Nam. Tôi nói thế này, gần đây tôi cũng thấy có cái điều đáng mừng là những cái trang mạng ở trong nước càng ngày càng vạch rõ mặt mày của những cái đám những cái tổ chức mà ở hải ngoại, như là tụi Việt Tân rồi Mạng Lưới Nhân Quyền rồi các thứ, đi Tinh Đào Minh Quân rồi ông Nguyễn Hữu Chánh rồi cái tên gì đó Việt Nam Cộng Hòa Foundation thì các thứ vạch mặt ra được đầy đủ hết rồi, thì tụi đó bây giờ là chỉ còn cái được cái mặt ra đó, chờ cái ngày mà ngày tàn không còn cãi vào đâu nữa, mà nó kêu thẳng là tôi kêu thẳng và đây là tên này là bí thư, phó bí thư của Việt Tân rồi thằng Trịnh Hội rồi này kia, nó lôi ra hết mà không thấy ông Lộc ở đâu cả. Mình nghe các anh nói về cái chuyện mà cách cư xử thì mình nghĩ thế này nè, mình ở đây mình nói người Mỹ cũng cùng một lời nói về Việt Nam. Tôi nghĩ là khi mình nói một câu nói yêu thương về Việt Nam hơn thì con người mình sẽ sung sướng hơn. Khi mình mỗi lần mình nghĩ về Việt Nam, mình nghĩ vào một cái tình thương thì người mình sẽ vui hơn anh. Không có thì ý là mình biết là như vậy. Bởi vì mình có nuôi hận thù đâu. Yes. Đương nhiên mình phải vui thôi. Nhất là mỗi khi mà mình nói bằng người lại dùng tiếng Việt Nam nữa. Tôi được cái may là từ đến khi mà có mấy đứa con tôi giao hẹn với nó tiếng Việt Nam để dành riêng nói chuyện về tình yêu và thông cảm, muốn tranh cãi nhau chơi bằng tiếng Mỹ. Thành thử ra cái tiếng Việt Nam với mình rất là quý chà. Mà mình cứ nhìn thấy mấy ông Việt Nam ở đây mỗi lần nói Việt Nam ông gằn hắt, ông của xã mình thích cái tội nghiệp tiếng Việt Nam của mình. Thì mình nghĩ là cùng một tiếng nói, cùng một hành động, cùng một suy nghĩ. Nếu mà mình nghĩ mình có một cái tiếng nói tốt đẹp, mình có một suy nghĩ yêu thương, mình có một hành động xây dựng thì nó biết con người mình. Nếu mà mình làm một người mình tốt hơn, mình vui vẻ hơn để mình sống vào cuộc đời này. Sống lâu hơn nữa. Sống lâu hơn nữa. Thí dụ vậy đó. Tôi chỉ mong sao cái tu vi nó xong rồi tôi. À, mình quốc rồi nữa. Mình quốc rồi nữa. Cái này mình quốc rồi. Thôi với anh tưởng là ghi ra trước rồi. Mình quốc rồi. Sẵn sàng rồi. Tôi hai anh em tôi có sẵn sàng rồi. Mình quốc rồi. Mình quốc rồi. Tôi đi nhanh cho tôi gần già, tôi khách sắp chết rồi, mà không mở cửa cho tôi về nước, tôi thì là tôi cũng không biết làm sao đây. Thế bây giờ bốn anh em mình đồng ý biết đó là mở cửa sớm cho anh em chúng tôi đi về chung. Mở ra cái là tôi quốc, tôi không nói gì, không có hẹn hỏi với ai, tôi lo cái thân của tôi chứ tôi không có lo cái không có hẹn hỏi nữa các bạn. Anh phải báo tôi biết mới như là mình quá rồi chứ. Cái vấn đề này chắc phải đợi đến sang năm. No, không có được đâu. Sang năm đó chị. Không. Chị thì nói tháng 9 tôi không, thấy là không. Không. Tại vì cái tuổi báo tôi bán vé máy bay đó. Nó nói có thể khoảng tháng 9 thôi. Tại vì thế này là người Mỹ là họ bị dừng rất là nhiều. Họ không biết ai đang cho. Không phải không cả. Chẳng hạn như ở Âu Châu, không ở Đài Hàn, Nhật Bản vậy thì nó khác. Cả mình ta nó bây giờ nó kiểm soát được rồi. Đây bây giờ là cái gì đâu mà họ nói là mấy chục phần trăm sẽ bị. Họ ngại chứ, họ sợ chứ không. Thực ra mà Mỹ mình cũng biết ạ. Mỹ mình biết thôi, nhưng mà tôi chỉ biết là mở cửa mình quốc. Em trai của tôi đó thì nó là thông dịch viên, nó là guide tour cho bên Âu Châu. Okay. Nó thất nghiệp mấy tháng nay rồi. Không có việc làm. Kinh tế chung của thế giới cũng như tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ này có đến gần 40 triệu người dân không có việc làm. Không có việc làm. Không đi làm được.
vì vấn đề Covid nó ảnh hưởng rất mạnh. Không không mà mình thấy người ta thất nghiệp á, mình hiểu thế này, tại cái xã hội của mình đây nó liên kết cái xã hội mình, xã hội này nó liên kết với nhau về tiền bạc rất chặt chẽ. Ông làm ra một tuần lễ bao nhiêu đi tiền 1.000 đồng thì bây giờ là bất chấp là bây giờ thằng này là cuối cùng là ông còn bao nhiêu đồng đại khái vậy đây. Trong cái đồng lương đó nó sẽ chia sẻ trong đấy, cái xã hội luân lưu cái đồng đấy, tiền đó không bao giờ nó ở trong thành thử ra có tiền đó nhưng mà nó luân lưu đi cái luân lưu đi thì từng nơi một. Mình ở đâu không biết nhưng mà ở dưới San Diego đó, khi tôi đi nhìn tôi đã biết rằng tôi nói với những người Việt Nam qua bên sau này đấy, mà khi mà họ có chuyện khó khăn tôi biết thì tôi biết nói cho ta là tôi biết là cuộc sống ở đây là cái pressure, là cái sức ép của về tài chính trên cuộc sống của quý vị rất là khó khăn. Tôi chứng kiến trực tiếp là tất cả các nhà hàng ở cái vùng Orange County người Việt bán rồi. Họ mở cửa nhưng họ chỉ để một vài cái ghế, 4 cái ghế hay 5 cái ghế ở ngoài trời. Rồi họ dùng cái bạt để họ che, họ mở cửa họ bán. Nhưng mà mục đích của họ là bán cho to go, tức là người nào order hàng, hẹn giờ họ tới họ lấy. Thành thử ra cái bắt đầu kinh tế rất là eo hẹp, họ phải làm như vậy. Chứng tỏ là chúng ta phải hỗ trợ trong vấn đề chống cái Covid này để cái tiểu bang California này họ trở lại cuộc sống bình thường. Chứ nếu mà chúng ta không làm những cái cách ly để chống lại Covid, cái kinh tế ở California này nó sẽ yếu đi, nó sẽ càng ngày nó càng eo hẹp vấn đề kinh tế. Như vậy thì hôm nay anh Song Phạm sẽ dẫn tụi mình đi ăn. Tất cả những nhà hàng bây giờ tôi thấy á, mở ra như là ví dạ nằm trên đường Phúc Khớp của Van Peter, họ cho mở cửa nhưng mà họ để cửa phải thôi. Họ để là 5 bàn ở ngoài trời, gió nó thổi và họ có những tiếng plastic để họ chia từng khu vực, từ bàn này qua bàn kia. Họ có một cái miếng plastic cao như vậy á, để hai nơi không có tiếp xúc về trực tiếp về vấn đề không khí. Và chàng chim ở trên đường Westminster và Phúc Hợp cũng mở cửa nhưng mà dọc theo bờ hành lang của cái nhà hàng á, tôi đến cũng khoảng mười mấy cái nhà bạn, cái bàn mở cửa ngoài trời và cái bàn này với cái bàn kia cách nhau khoảng 6 feet, thì cái khoảng không khí ở đó nó, ngoài trời gió nó thổi á, thì cái đó nó an toàn được, nó có thể gọi là an toàn được để cho người ta có thể đi ăn. Nhưng mà đa số hầu như cộng đồng Việt Nam ở đây họ cũng sợ, họ không có dám đi ăn. Đa số là mua food to go, tức là họ order thức ăn xong rồi họ tới họ trả tiền họ mang thức ăn về nhà ăn. Đó là cái tình trạng kinh tế rất là khổ sở cho những người mở nhà hàng ở cái vùng ngay quận Cam này. Thành thử chúng ta phải nâng cao cái tinh thần cách ly, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi mà đi ra ngoài và cách ly 6 feet. Đó là một cái vũ khí để chống Covid. Khi nào mà tất cả người dân ở California này họ làm được cái việc đó trong vòng 1 tháng thì hy vọng rằng sẽ không còn lây lan nữa, thì sẽ mở kinh tế, nó sẽ mở nhiều hơn. Trong tình trạng này tôi cũng không biết đến tháng đến em tháng mấy tháng 7 thôi mà, giữa tháng 7 thôi mà. Đến tháng 9, tháng 9 tháng 10, tháng 9 tháng 10 có thể vì vấn đề đó có thể mở cửa hay không, đó là cả mình phải đợi quay hơn nữa này. Nhưng đó rồi còn cái mặt tích cực là nó rồi sẽ có thuốc ngừa, thuốc chủng để mà lấy. Đúng rồi, rồi lại từ tháng 9 rồi lại leo qua tháng 12 rồi leo qua sang năm. Tôi chưa thấy bao giờ mà nước Mỹ có một cái tổ chức cái gì mà không có tổ chức, như là cái gì đụng đâu là nói đó, không có ra làm sao cả. Anh có biết tại sao không? Quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ là như vậy. Bằng cớ rằng là tuần trước tụi tôi đi ăn, ở cả gia đình đi ăn ở Long Beach, đông lắm, có người đeo khẩu trang đi qua đi lại đeo khẩu trang, nhưng mà vô trong ăn là không có khẩu trang gì. Đúng rồi, rất sao? Đông người ăn đấy. Chính vì đông người ăn họ không quan trọng về vấn đề đeo khẩu trang. Đúng. Và có một lần tôi coi trên mạng CNN á, thì là một phóng viên phỏng vấn một ông Mỹ nào đó, ông Mỹ à, tôi có quyền định đoạt cuộc đời của tôi đấy. Tôi không đeo khẩu trang. Đúng rồi. Chị thế này là chị nói chuyện Covid nhá. Mình đi xem như cô tối ngày hôm qua đó là
Imperial County, tức là thành phố nó kế San Diego của mình có cái đó, mình có làm việc ở đó, Imperial County. Cái nhà quản đó một năm họ chỉ có 48 thôi. Bây giờ họ phải mướn về bốn cái refrigerator truck để ngay bên cạnh. Nhà thương đến là bây giờ vô trong cái tình trạng mà nhìn nó đó là Cali đã báo động, bởi vì là tại sao báo động? Một ngày mà 60.000 người mà bị lây á, cái đà này mà tiếp tục á thì ở những địa phương nghèo, vùng người nghèo không bị người nghèo sẽ không đủ nhà thương để cung cấp cho những người bệnh nhân. Đây là một cái báo động riêng ở tiểu bang California này. Còn tiểu bang Texas tôi đã thấy ở những khu nghèo ở Texas họ đã lập những cái khu phòng nằm ở ngoài đường, nằm dưới ở trong những cái lều, vì nhà thương đó không còn chỗ chứa nữa. Nó xảy ra ở Texas, ở Houston, nó xảy ra ở tiểu bang Georgia, nó xảy ra ở Florida, Arizona. Cái tình trạng này nó kéo dài thì nhà thương không thể nào chứa được những người bệnh nhân COVID và họ phải nằm ở những hành lang. Nếu mà nhìn cái hình ảnh đó chúng ta sẽ thấy nó nguy ngập vô cùng. Thì mình nghĩ là chắc phải chết một cơn nữa. Rồi đến tháng 9, tháng 10 nếu mà họ cố gắng họ làm thì may ra thì nó lỏng ra. Thì may ra mình còn có đường về Việt Nam trước tháng 12. May ra chứ còn mình không biết cái ngày hiện hiện tại bây giờ đến tới ngày. Đúng rồi. Đúng rồi. Không biết làm sao tới ngày đó hay không. Không biết mở cửa là mình quốc mình lo nơi gì đó mình mà quốc. Cái hiện tượng này á là người dân họ cũng sợ, họ không dám đi tới nhà hàng ăn. Họ chỉ mua food to go thôi chứ họ không dám nên là ở lại nhà hàng mà ăn. Anh nói chuyện tiền đấy nhá. Tại vì ở đây tất cả mọi thứ đều là tiền của anh. Thành thử ra khi mà người ta biến thành cái câu chuyện về dịch tễ, về thay vì mình biến nó thành câu chuyện dịch tễ về xã hội thì mình biến nó thành chuyện chính trị. Thì khi ông biến thành chính trị thì tất cả ông nhìn thấy tiền thôi. Ông nhìn cái thằng cha đó, ông nghĩ là trên này nó tiền, nó tiền, dưới này nó tiền, tay trái nó tiền, tay phải nó tiền. Mình giải quyết thế nào cho các đồng tiền của mình. Thì thứ ra là cái thằng nào nó đứng sau lưng nó có chuyện nó không thành vấn đề. Thì tại vì vậy mà cắt bán thế này, người nghèo, người da màu, người Mexico, người da đen, da màu là những người họ bị ảnh hưởng nhiều nhất và chết nhiều nhất. Chứ còn thực sự ra đó, những người có tiền thì họ chữa bệnh mà trời bác sĩ của họ rất là giỏi. Cái đó thành thật ra mình mới nói cái công tâm cho nhà nước Việt Nam bảo vệ cái sinh mạng của người dân Việt Nam đồng đều, không phân biệt giàu nghèo, đều được nhà thương, nhà bác sĩ Việt Nam chữa bệnh và không nhìn vào cái hình ảnh là giàu nghèo, tất cả đều được nhà nước Việt Nam bảo vệ. Cái đó mới là nhân quyền cao quý. Đúng. Cái đó là cái mà nước Việt Nam có thể tự hào được. Cho tôi xin nói mấy câu thế này. Nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới nghĩ ra rằng bây giờ mình mới xem lại coi nơi nào là thanh bình, nơi nào Việt Nam, mình về Việt Nam ở yên hay là mình sống ở đây, nơi nào là cái nơi thanh bình để cho mình đi tới đây. Phải chăng là Việt Nam là cái nơi mà mình thấy còn có cái chỗ nào đó thoải mái, còn có cái gì đó để mình tin tưởng, để mình gửi cái nắm xương tàn của mình đây. Tôi nói cho cô vợ tôi rồi. Ngày thứ ra ngày cũng phải ở Mỹ. Mà một cái nước văn minh sừng sỏ nhất trên thế giới, cái gì cũng là văn minh, cái gì cũng hiện đại, cái gì cũng nhất hết đó. Nhưng mà đến chừng cái vấn đề sống chết rồi thì là mới là biết nhất hay là hạng bét. Nghe nói mình cứ nhớ mãi cái sự xúc động của mình khi mình tôi nghĩ là cái bề đêm đêm mà tôi mới đi nghe được. Tôi đi Việt Nam lúc Tết mà thì thấy Việt Nam là họ bắt đầu phục dịch là đúng rồi, rất cẩn thận rồi. Vợ tôi buôn ngân hàng đi ra một hồi đó, người ta phát cho em cái khẩu trang, nói là người ta nói mình phải đeo vào. Đấy là ở Phú Quốc. Thì khi đến về đến đây thì tôi mới đọc được và tôi nghe được cái lời của Thủ tướng Phạm Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo vệ mạng người. Để bảo vệ. Còn mình nghe vậy thì mình cũng biết nó vậy thôi. Nhưng mà biết không, tức là chứng tỏ cái gì cả. Việt Nam thì đâu có giàu đâu, Việt Nam cũng vậy thôi chứ đâu có tiền đâu, không nhiều lắm đâu. Thì nhưng mà nó là chấp nhận là bảo vệ mạng sống con người. Nhưng mà cái thế có nghĩa thế nào? Họ quý trọng mạng người như nó chứ phải không? Thì cái đó mới biểu tượng là nhân quyền. Họ nhìn thấy cái đó mới là giá trị của nhân quyền nó nằm ở đó.
quý trọng các bạn người. Trong khi bên đây là cấm không cho dân chúng ra bờ biển, cấm là không được đi cuối tuần, không có được đi nghỉ mơi ngơi những cái chỗ mát mẻ. Còn trong lúc mà hình ảnh nó thu từ Việt Nam, cả cái bãi nào từ ở ngoài Hải Phòng vô cho tới Đà Nẵng, Nha Trang, người ta quá trời.